bóng đá Australia, nhưng ngày hôm nay thì điều đó đã không xảy ra. Vẫn còn. Lại là người tỏa sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Quang Hải chính là người thi đấu nổi bật nhất đến thời điểm này tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay dành cho U23 Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Thật tuyệt vời Quang Hải. Giữa một dừng chân của các thủ hai bên nhưng Quang Hải vẫn chọn ra được góc dứt điểm và anh đã chiến thắng được. Như vậy là bóng đã chạm chân của trung vệ Xuân Gia đổi hướng. Phút thứ 72 tại K-League Classic. Pha bóng hay của cầu thủ 23 Việt Nam. Đó là một tình huống xử lý tốt. Bắn hậu. Nhà bóng hay, quá hay. Vào! Điều không thể tin nổi đang xuất hiện trên sân vận động ở Quang Sơn. Một pha xử lý tuyệt vời ở bên phía cánh trái của Văn Hậu. Một tình huống nhả bóng lại cực hay. Bàn thắng khiến chúng ta nhớ lại màn trình diễn của chính Quang Hải tại M150 Cup cách đây chưa lâu, với hai tuyệt phẩm vào lưới U23 Myanmar. Chúng ta xem lại pha bóng này một lần nữa. Pha nhả bóng của Công Phượng cũng là rất hay, rất tỉnh táo để bóng đến đúng vị trí, đúng tầm chân dứt điểm của Quang Hải. Một bàn thắng có thể làm hài lòng cả những người khó tính nhất và hoàn toàn được chấm điểm 10 ở cách mà Văn Hậu vượt qua cầu thủ đối phương, ở cách mà Công Phượng nhả bóng lại và đặc biệt ở cách mà Quang Hải khiến thủ thành của đội bạn phải vào lưới nhặt bóng. Xuất hiện ngay từ đầu và có cú đá đầu tiên của chúng ta. Cú đá phạt của Quang Hải. Dứt điểm! Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 13. Một pha tung người móc bóng của Phan Văn Đức. Và nhiệm vụ còn lại của Công Phượng là khá dễ dàng với một pha chạm bóng rất cảm giác. Rất cảm giác, đúng là như vậy. Và thật bất ngờ khi chúng ta ghi bàn vào lưới một đội có chiều cao tuyệt vời ở một tình huống cố định. Tiến Dũng không tham gia cụ thể vào tình huống này, nhưng áp lực mà anh tạo ra cho hậu vệ đối phương là không mạnh bậc nhất. Đá phạt của Xuân Trường. Đánh đâu! Một pha băng cắt, một pha băng cắt mẫu mực, và Đức Trinh đã hạ đối phương theo đúng cách mà Hussein đã đánh bại chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiến vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng dù thời gian vẫn còn. Tạt bóng của Đình Trọng. Coi vẫn còn. Tấn công thể tin nổi. Tấn công thể tin nổi. Sức ép đã được chúng ta cụ thể bằng bàn thắng san bằng tỷ số. Không, có lẽ anh Đức, anh Tiến Dũng ạ, chúng ta hãy dành khoảng lặng này mà không phải bình luận gì nữa, vì tất cả đã nói lên, ý nghĩa của nó đã được nói lên tất cả rồi. Một tình huống đã nói lên tất cả về cách dùng người của huấn luyện viên Park Hang-seo, về tinh thần chiến đấu của những chiến binh áo đỏ. Cho dù vẫn còn thời gian. Phan Văn Đức. Hồng Duy. Và chạy cắt vào của Quang Hải. Lần này thì Quang Hải đã thành công. Xứng đáng lắm vì đó là một kết cục công bằng cho chúng ta. Rất xứng đáng. Qatar đã
sụp đổ trong sức ép của U23 Việt Nam. Bàn thắng thứ 3 của Nguyễn Quang Hải tại giải đấu năm nay. Chỉ ít phút sau khi anh bỏ lỡ cơ hội với cú đá phạt trúng xà ngang. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy của Phan Văn Đức ở tình huống này và sự thay đổi đến từ Nguyễn Phong Hồng Duy. Chính Quang Hải là người đã áp sát nhanh. Và thực sự là các hậu vệ của U23 Qatar đã bị hoa mắt chóng mặt bởi những dồn nén, bởi những pha bóng đầy tốc độ của cao thủ U23 Việt Nam. Khả năng xoay sở phải nói là rất chậm chạp của các cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Qatar, và đó là điều mà chúng ta đã khai thác được. Xuân Trường, Quang Hải, chân trái. Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Thực sự đó là một khoảnh khắc xuất thần. Đúng nghĩa là xuất thần của Quang Hải. Nhưng đó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam, cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp rất khôn ngoan, đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng, đường cong quá mỹ miều. Không đội bóng nào tại giải đấu năm nay tạo ra nhiều cảm xúc đặc biệt như U23 Việt Nam. Và để chắt chiu nó thì Văn Thành còn hỗ trợ các đồng đội dọn tuyết để đảm bảo vị trí xuất phạt được tốt nhất. Vừa rồi các cầu thủ của chúng ta đã làm thay công việc của những nhân viên dọn mặt sân. Và hy vọng chúng ta sẽ được đền đáp với cơ hội này. Quang Hải, Xuân Trường là hai cầu thủ đang đứng trước cơ hội để chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Quang Hải đã. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Một đều trong trận. Chúng ta đã được đền đáp. Phải nói là như vậy, những nỗ lực từ đầu trận và một cơ hội mà chúng ta đã biết cách chắt chiu, đã biết cách để nâng niu nó. Anh Dũng có thấy không, khi chúng ta được quả phạt, ông Park Hang-seo đã ra ký hiệu và tôi hiểu rằng đó là một sự chỉ định người xuất phạt. Và đó là những cái ký hiệu mà ông và các học trò đã liên lạc với nhau rất nhiều lần. Và hãy cùng thưởng thức khoảnh khắc Quang Hải với một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu. Và sức nóng chắc chắn đã được đẩy lên cao hơn rồi. Bàn thắng thứ 5 của Quang Hải ở giải đấu năm nay. Điểm 10 cho bàn thắng này ở đường cong quá hoàn hảo của nó tạo ra. Tôi nghĩ là những thủ môn giỏi nhất thế giới cũng không thể cản được cú sút này của Quang Hải, treo bóng vào đúng góc cao, và chúng ta thấy là thủ môn Uzbekistan đã bay. An toàn. Khoảng trống, sút vào rồi. Vào rồi các bạn ơi. Công Phượng đã ghi bàn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một cơ hội thực sự và Công Phượng đã không bỏ lỡ. Những sự thay đổi người vẫn luôn là một đặc điểm có thể nói là xuất sắc từ huấn luyện viên Park Hang-seo, và bây giờ thì sự thay đổi người đó đã được phát huy. Công Phượng bằng một cú đá có thể nói là không thể cản phá đã khai thông bế tắc ở thời điểm trận đấu không còn nhiều thời gian. Bàn thắng chẳng khác gì một bàn thắng vàng được Công Phượng tạo ra. Cú đá rách lưới thủ môn đối phương. Quá hay. Công Phượng dứt điểm rất kỹ thuật bằng mu trên. Bóng đi tung nóc lưới không thể cản phá được. Một pha bóng mà chúng ta đã có được tốc độ và sự chính xác với sự góp mặt của hai cầu thủ Anh Gia Lai và sân hai người, Công Phượng và sau đó là Văn Toàn. Trong trận đấu ngày mai ở An Lai, thật tuyệt vời với Bắc Quang.
đúng lúc đúng chỗ ở cột mốc 38 với một cú sút chân trái tuyệt vời làm tung lưới của Yemen. Quang Hải đã nén lại như một chiếc lò xo để bây giờ anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá làm tung lưới của Yemen. Không phải là cầu vồng trong tuyết nhưng tác phẩm này cũng là một đường cong mỹ miều và nó xứng đáng nhận điểm 10. Trọng Hoàng. Đó là Công Phượng và một lần nữa thì Công Phượng lại thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới cái đường bóng của Tây Á. Đúng là cái duyên Tây Á và Công Phượng vừa rồi đã thực sự cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình. Tuyệt vời, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng và các đồng đội. Đường kiến tạo ngoạn mục của Trọng Hoàng ở bên phía cánh phải và Công Phượng di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Và pha bóng này thì không cho thủ môn Amr Safi một cơ hội nào nữa. Đây là một giải đấu mà Công Phượng đá rất hay ở vị trí trung phong cắm. Anh thoát ra giữa hai trung vệ của đối phương, có mặt đúng lúc đúng chỗ để bóng tung lưới không thành của Jordani. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Matthew David vừa đang theo Văn Hậu có thể nói là rất chậm. Chúng ta cũng đã phá được bẫy Việt Vị và đã thành công. Lần thứ hai Quang Hải thoát xuống đến gần với khung thành của thủ môn Parisan. Và lần này thì lưới của đội tuyển Malaysia bị rung lên và bàn thắng được công nhận chứ không bị từ chối như lần trước đó. Và ghi bàn đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Quý Ngọc Hải là người đóng vai trò kiến tạo. Một pha ngả người cực dẻo của Quang Hải và lưới của Malaysia đã rung lên. Không thể nói trước điều gì về những miếng đánh của Quang Sơ. Trung vệ Ngọc Hải lặng lẽ băng lên và truyền bóng điểm rơi cho Quang Hải. Đá một quả cực kỳ đẹp. Tung lưới Malaysia trong buổi tối mùa thu rất đẹp ở Mỹ Đình.